Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè tỉnh Đồng Tháp năm 2022 diễn ra từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 31 tháng 8, gồm một chương trình tiếp sức mùa thi và 4 chiến dịch mùa hè xanh qua Phượng Đỏ, Kỳ Nghỉ Hồng và Hành Quân Xanh. Trong 90 ngày đêm diễn ra chiến dịch, tuổi trẻ Đồng Tháp tập trung triển khai thực hiện thắng lợi 14 chỉ tiêu, trong đó có một số nội dung lần đầu được bổ sung triển khai trong năm nay như thành lập tổ thanh niên chuyển đổi số cộng đồng, hành trình thầy thuốc trẻ, khám sàng lọc các bệnh lý hậu COVID-19. Bên cạnh đó còn hỗ trợ cho 150 dự án khởi nghiệp, tư vấn giới thiệu việc làm cho 15.000 thanh niên, giúp đỡ ít nhất 4.000 học sinh khó khăn đến trường. Hứa hẹn đông đảo người dân, đối tượng sẽ được hưởng lợi từ các công trình phần diện. Dịp này, Trung tâm Hướng nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng công trình gương soi thanh niên trị giá 450 triệu đồng cho các trường. Tỉnh đoàn trao tặng 250 triệu đồng cho quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp huyện Tháp 10. Ngoài ra còn hỗ trợ nhà nhân ái, học bổng, tặng xe đạp và quà cho đoàn viên thanh niên, sinh viên, học sinh. Nhiều hoạt động ý nghĩa cũng diễn ra ngay sau lễ ra quân như trồng cây xanh, thăm mẹ Việt Nam anh hùng, tuyên truyền, vận động thanh toán không dùng tiền mặt. Đánh dấu một mùa hè tình nguyện mới, hứa hẹn nhiều kết quả mới trong 90 ngày sôi động sắp tới.